Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Nếu để nói với nhân vật bí ẩn nhất trong bộ truyện Sinh của bé Bút Chì thì chắc chắn tớ sẽ chọn Bo. Bây giờ để giới thiệu với Bo, tớ cũng không biết nói gì luôn. Thế nên, tớ đã làm một video tổng hợp tất tần tật thông tin về Bo đấy. Nếu các bạn muốn xem thì hãy nhấn vào link ở phần mô tả và bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Hải Hỏi Chấm để ủng hộ tớ nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với video của ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Xin đặc biệt đã quay trở lại rồi đây. Để thay đổi không khí khi suốt ngày phải ở Nhật Bản, hôm nay tớ sẽ đưa mọi người đến Trung Hoa trong cuộc truy tìm kho báu trường sinh bất lão của gia đình Nohara. Thú vị lắm đấy, vì chúng ta sẽ được gặp những nhân vật nổi tiếng như diễn viên Thành Long, đặc vụ James Bond. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Thợ săn kho báu Misae. Trong một hang động tối tăm ẩm thấp, chất đầy những bộ xương người, một ngọn đuốc chập chờn xuất hiện. Đó là gia đình của thợ săn kho báu Misae. Bố Hiroshi định nói chuyện thì bị mẹ cản lại. Trước mặt họ là một bộ xương tuân thủ nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch Covid, đeo khẩu trang và cầm cái biển báo đứng cách xa 1 mét. Ông bố run như cầy sấy, làm sao bộ xương có thể đứng được chứ? Sau một hồi quan sát, phát hiện nó đầu nối với một sợi dây ở trên trần hang. Mẹ liền quất roi làm bộ xương đổ xuống, đám rơi bị đánh động bay loạn xạ cả lên. Sau khi đã an toàn, Shin chạy đến chỗ bộ xương và phán đoán người này là phụ nữ mẹ. Đấy đấy, lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi đấy. Cả nhà tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, một không gian rộng lớn bao quanh bởi những bức tường đá dần hiện ra. Mẹ lấy cuốn văn tự cổ viết chi chít chữ Ả Rập Xê Út xem xét. Đấy đích thị là nơi cất giấu chiếc kính huyền thoại của gia tộc hiệu trưởng rồi. Bảo vật nằm ngay trong miệng của bức tượng trung tâm. Vất vả mãi mới tìm ra kho báu, bán đi được khối tiền. Quả này nhà mình giàu to rồi. Shin thử đeo kính vào và thấy chả thấy gì cả. Thì đúng rồi, nó có niên đại hàng nghìn năm, sao mà thấy được? Đột nhiên hang động rung lắc dữ dội, bức tượng hiệu trưởng mắt đỏ ngầu, phát ra âm thanh rên rỉ. Trả lại kính cho ta, trả lại kính cho ta. Những phiến đá xung quanh nổ ra, giải phóng hàng trăm sát bước đeo kính. Bọn chúng bao vây gia đình thợ săn, yêu cầu trả lại chiếc kính huyền thoại. Mất bao công sức mới tìm thấy, sao có thể từ bỏ được? Mẹ dí đuốc vào mặt xác ướp, nhưng lửa không thể khắc chế được nó. Phải làm sao đây? Shin vô tình đánh rơi chiếc kính vào bạch tuyết, cậu cún dễ đành đạch vì không thấy đường. Sau đó chạy loạn xì nhặng, đá bay hết kính trên mặt bọn xác ướp. Nhận ra đám cuốn vải này đều bị cận thị, thợ săn Mise tháo sạch kính, khiến bọn chúng mất phương hướng. Nhân cơ hội, mọi người mau chóng chạy thoát. Gia đình gồm 4 người và 1 chó, chu du khắp 5 châu 4 biển, bất kể rừng rậm hay sa mạc, núi lửa hay đầm lầy, chỉ để săn tìm những kho báu mà không ai dám động đến. Người đời gọi họ với cái tên gia đình thợ săn kho báu Misae. Sau khi thành công phi vụ chiếc kính huyền thoại, gia đình Nohara đặt chân đến thành phố Thượng Hải xa hoa. Bảo vật tiếp theo mà họ đặt mục tiêu là thứ mà Dương Quý Phi cũng khao khát sở hữu, lọ thuốc trường sinh bất lão. Nghe báo lá cải loan tin, nó được giấu ở nơi có tên là khách sạn vàng, nhất định phải tìm cho bằng được. Cả nhà lang thang khắp nơi vẫn không biết khách sạn vàng ở đâu, bụng thì dèo liên tục. Thôi, tìm một quán ăn nào đó trước vậy. À, quán kia trông truyền thống phết đấy nhỉ. Ôi trời, truyền thống của mẹ hơi lạ nha. Mẹ đã quyết rồi, chọn nhà hàng bình dân thôi, sập sệ là kiến trúc chung của Trung Hoa ấy mà. Bên trong không khác bên ngoài là bao, cứ như nhà ma vậy, bố và Chi không chịu ăn ở đây đâu. Đột nhiên, một cô gái mặc sườn xám xuất hiện khiến hai bố con vô cùng phấn khích, ngồi vào bàn luôn chứ còn gì nữa. Không cần xem menu, món ăn chị làm kiểu gì cũng ngon, nên cứ mang hết ra đây nhá. À không, đồ ăn là do bà cụ này chế biến nha. Bố và Chi hơi thất vọng một tí, bánh bao nóng hổi ra lò rồi đây, trông ngon mắt quá. Vừa cắn một miếng thì bố mẹ tím mặt vì vị của nó tệ kinh khủng. Có mỗi Shin là khen luôn mồm để lấy lòng chị gái xinh đẹp, ngon đến ngoái mông luôn. Nhìn hành động đó, bà lão đoán gia đình này không phải những người đó, nên bà quyết định sẽ dạy cho mẹ Mise cách làm bánh bao rồng vàng bí truyền. Nói rồi bà lấy một con lợn ra và bảo cái lọ này chứa trái tim rồng đã được phơi khô và nghiền thành bột để làm bánh bao. Trong lúc bà thì thầm với mẹ Mise, đột nhiên một đám xã hội đen xuất hiện bao vây toàn bộ nhà hàng. Tên đại ca và 2 đàn em thân cận tiến lên yêu cầu giao nộp trái tim của rồng cho bọn chúng. Bà lão cố tình làm ngơ, nên 3 tên kia phải cởi áo để khoe cơ bắp, à nhầm, để dùng vũ lực. Ai cũng trang bị mình đầy võ công, nhưng khi giao đầu với bà cụ thì bị bón hành ngập mặt. Tên đại ca bị đá ra ngoài, rơi xuống đường rồi lại nhảy vào bên trong. Bọn chúng quá ngán với việc suốt ngày bị tẩn như này rồi, có gì mới hơn không hả bà kia? Ok, thế thì để chị gái sườn xám ra tay. Ui, ai mà không muốn đón nhận sự trừng phạt xinh đẹp này chứ. Chị gái kêu gia đình Nohara cầm tim rồng chạy trốn trước, xử lý xong chị sẽ theo sau. Ra khỏi cửa hàng 12, nhà hàng tồi tàn này chính là khách sạn vàng mà chúng ta đang tìm kiếm. Bọn xã hội đen dồn cả nhà vào ngõ cụt, mẹ kêu bố ôm Hima trèo qua tường bỏ trốn trước. Mẹ và Shin sẽ câu thời gian. Đột nhiên một chiếc ô tô xuất hiện giải cứu 2 mẹ con, đó chính là James Bond, một đặc vụ đến từ nước Anh, chuyên săn lùng kẻ xấu cùng chiếc ô tô lái tự động. Được James gọi là quý cô xinh đẹp, mẹ ngại đỏ hết cả mặt. Trông cô em trẻ trung như gái 19 chứ 29 cái nỗi gì. Very very beautiful. Nhân lúc mẹ không để ý, James giật lấy cái lọ chứa bột rồng, thứ thuốc trường sinh bất lão hắn đang tìm kiếm, sau đó bắn 2 mẹ con Shin bay lên trời. Đến lúc nhìn lại thì ôi dồi ôi, bị bọn xã hội đen bao vây rồi. Chúng bắt Bạch Tuyết, bố Hiroshi và Hima, chị gái sườn sán làm con tin. Tầm này phải đầu hàng thôi chứ biết sao giờ. Trên con tàu lênh đênh giữa biển khơi, gia đình thợ săn bị trói chặt ngồi một góc, nhìn 3 tên kia chọc tức mà không làm được gì. Lúc này thủ lĩnh của chúng xuất hiện, chính là tên đặc vụ James Bond. Bọn chúng đã tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, thứ được lưu truyền từ thời Hạ đến nay đã 4.000 năm. Tuy nhiên người duy nhất biết cách dùng bột này làm bánh bao là bà lão kia đã trốn thoát. Chị gái sườn sán chỉ là bồi bàn nên không biết công thức. Mẹ Mise thật thà nói rằng bà lão đã chỉ mình, nhưng tại sao lại là mẹ nhỉ? Chị gái bảo bà từng nói rằng
cậu bé có dấu ấn của rồng chính là truyền nhân công lý của nhà Hạ. Thôi xong, chắc bà đã nhìn thấy lúc Shin đang nhảy múa đấy mà. Rồng đâu mà rồng, đó là con voi ông Shin dùng bút màu vẽ vào đấy. Đừng nói nhiều lời, mẹ Mise biết phải làm gì để giữ an toàn cho gia đình của mình rồi. Ngay sau đó, bánh bao rồng vàng do đầu bếp Mise thực hiện đã ra lò. James ăn ngay, nhưng vị của nó thật kinh tởm. Đây không phải bánh bao rồng vàng đúng không? Ăn bao giờ chưa mà phán như đúng rồi. Quả thật, mẹ không hiểu những gì bà lão nói nên đã tự làm bánh bao theo bản năng của mình. Nấu cho ăn mà còn chê, bà nội trợ nào chẳng cáu. Mẹ rắc hết lọ bột vào bánh bao rồi bỏ về, tuyên bố từ nay chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Ơ kìa, chọc tức đại ca xong cứ thế mà đi à? Hắn ra lệnh cho thủ hạ xử lý, nhưng ba tên lại phản bội James ngay phút chót. Bất ngờ chưa, họ chính là bộ ba cảnh sát hình sự quốc tế. James đã bị bắt vì là thủ lĩnh của băng đảng bàn tay đen. Đám thuộc hạ bao vây lấy ba cảnh sát, tưởng gì bấy lâu nay bọn ta chỉ giả vờ yếu đuối thôi. Hãy xem những thế võ này đây, cứ tung một chưởng lại nhận một chưởng. Thoáng cái ba cảnh sát đã bị cho u đầu. Hết cách, mẹ và chị gái sườn xám phải chiến đấu với bọn chúng. Ai bảo phụ nữ chân yếu tay mềm thì nên xem xét lại đi nhá. Hai đánh một không trốn cũng phải chi viện. James kêu vệ sĩ Ezano tham chiến, một người đàn ông khổng lồ với những cú dẫm chân uy lực. Dù có bị đánh hội đồng cũng không xi nhê. Xuyên chui vào quần làm hắn nhột quá, tức giận tát Shin bay xa mấy mét khi định kết liễu cậu nhóc. Hắn vô tình mắc chân vào trần nhà. Nhân cơ hội, chị gái sườn xám tung một cước cộng tuyệt chiêu mỹ nhân kế, khiến tên vệ sĩ bất tỉnh vì quá sốc. Cuối cùng là tên James khốn nạn này, hắn đã chuẩn bị từ trước đường lui cho mình, kích hoạt cái nút exit là bay ra khỏi tàu ngay. Đừng vội mừng, trên trực thăng đã có mấy anh cảnh sát hình sự đợi sẵn từ chiều rồi. Băng đảng bàn tay đen đã bị tóm gọn, một phần lớn công sức là của gia đình Nohara đấy. Còn về kho báu trường sinh bất lão, mẹ không còn ham hồ nữa, sống lâu mà phải như bà lão kia thì chán lắm. Vừa có thông tin về kho báu tiếp theo rồi, cả nhà mình lên đường thực hiện nhiệm vụ thôi. Chị gái sườn xám cười hài lòng, sau đó từ từ biến thành hình dáng của bà cụ. Hóa ra đó mới là công dụng thực sự của thuốc trường sinh bất lão. Và đó là câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Các bạn thấy cuộc phiêu lưu của thợ săn Mise có bánh cuốn không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp mình nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!